Đất mũi mù sa, một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, phần 1. Nơi ấy, lúc đất chuyển vào xuân, phù sa bắt đầu nôn nã lấn biển, rừng mắm xanh non rào rạt tiến về phía trước giữ đất lại cho người. Nơi ấy, những ngôi nhà đều không cửa, nhà mở toang cho gió nam vào. Chướng tới bất qua, nhìn nhà là hiểu người, chân thật đến bày cả gan ruột. Nhưng rồi đến với làn sóng di dân ào ạt, cái không cần thay đổi đã thay, còn cái cần thay đổi thì chưa đổi bao giờ. Đất mũi ngày xưa sẽ đến một ngày xa mãi. Thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, hỏi vụ con chó cò nó ra làm sao, trái giác là trái gì mà nấu được canh chua bông súng, sao mà những gì tôi viết ra đều khó hiểu như thể không biết. Có nói gì thì cuối cùng anh cũng gạ, hỏi rằng còn đất mũi chỗ đó nó ra làm sao em hả? Trời, đất nước mình hẹp te vậy mà lời anh hỏi sao nghe thăm thẳm mù xa. Nhưng anh lại hỏi lần người, rồi tôi là đứa bạc bẽo từ đất mũi ra đi không nhớ thương luyến tiếc. Tôi là loại người thấy nhà người ta đẹp hơn nhà mình, thấy vợ người ta đẹp hơn vợ mình, nên tôi bảo rằng dạ đất mũi cũng thường thôi anh, thường à, phải thường lắm, thường thiệt là thường. Tôi trả lời mà tự xấu hổ trong lòng. Về nói lại với cô em gái, em tôi la lên, ôi trời, sao anh không mời ảnh về thăm quê mình một chuyến cho biết hả anh? Đó là lúc tôi lặng đi, cái bản chất mến khách của người đất mũi trong tôi cũng đã phai rồi. Thành ra trong câu chuyện này có tới ba người, anh tôi và cô em gái đất mũi. Rạc ri, tôi thành nhịn cầu nói hai miền đất. Em tôi nhắn với tôi rằng đất mũi thiệt tình không có núi cao, không có biển xanh cát trắng, không cung đình cổ kính, lại càng không có phố cổ điều hiu. Đất mũi chỉ có bùn sình, rừng thẳm và biển. Dẫu biển không xanh ngằn ngặc mà đục ngầu phù sa, nhưng ở đây nhiều biển lắm. Biển đằng trước, biển bên phải, biển bên trái. Bình minh mặt trời từ biển quẩy nước ngoi lên, rồi khi chiều về mặt trời chín đỏ già nua lại ngập về biển sau một ngày tự cháy.